Rồi nghe lại. Sai rồi, sai rồi. Làm lại. Cái bảy nó cao. Lấy một nốt. Pè. Thấy chưa? Trời ơi, sai rồi. Tè tè đè 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 tè. Nghe lại. Hát theo. Tè đè 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 tè 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 tè. Rồi bắt đầu. Phải đúng vậy đó. Tè. Đừng có để nó quên cái câu đùa đó. Sai thấy chưa? Quên rồi. Sai. Vậy bắt tông kiểu gì nữa? Sai rồi. Làm lại từ đầu. Con chút xíu nhưng mà gây khó khăn. Ta da 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 ta da da ta ta. Rồi đừng có quên cái điều đó. Ta da ta da ta ta. Rồi sướng lại cái giai điệu cũ rồi. Rồi vẫn còn tiếp. Ta ta da ta da ta da. Ta ta. Đúng rồi. Rồi tông gì? Tông là thứ ta ta da ta. Đó, từ ba thứ. Đó. Hiểu chưa? Chỉ cần mà sai đi cái giai điệu gốc là mình giữ gìn mình và nó cũng thằng cao hơn, thằng thấp hơn rồi bắt cái gì nữa. Không có kết nối được với nó thì nó rồi xong lấy gì bắt tông. Wow. Thử bài khác. Trời ơi. Chết chưa vậy. Rồi nghe. Sai rồi. Nó là tê đè tê đè tê. Chưa đúng chưa? Sạch sướng không bị sai lấy bắt tông. Tê đè tê đè tê. Quýnh coi. Sai. Ta da ta da ta ta đó đúng rồi đó. Yeah, đúng rồi rồi tiếp theo nữa. Nó là giọng đó. Đó. Đó giọng đó. Ta giọng đó nốt gì là nốt mi mi gì? Mi ta ra ta ra ta ta ra ta ra ta liệu nốt gì? Nốt gì? Mi pha son chứ đâu phải mi pha son. Mi pha son sao chữ son thăng làm gì? Son thăng là nốt gì? Là giọng gì? Là mi trưởng. Mi pha son hai cung mà đó đánh vô thấy không âm trưởng coi nó khác không? Đang đánh trưởng rõ ràng đô thanh thứ mà thấy chưa? Thấy chưa? Còn nếu như vậy ông xử mi thứ đâu phải đánh chỗ đó mi thứ đâu. Đúng rồi, em lộn. Thấy chưa?